Xin chào, rất vui khi được gặp lại các bạn tại Top Khám Phá. Khi xem One Piece thì đảm bảo sẽ có rất nhiều lần khiến bạn phải cười bể bụng, bởi vì One Piece không chỉ đơn giản là một anime hành động đơn thuần, mà các nhân vật trong đó còn mang luôn những tính cách rất riêng biệt và rất chất, chắc chắn sẽ khiến cho người xem phải cười lăn lộn vì độ hài hước và độ bựa của họ. Và chào mừng các bạn đến với Top Khám Phá. Hôm nay chúng ta hãy cùng Top Khám Phá đến với Top 10 tên hải tặc bựa và hài hước nhất trong One Piece. Buggy. Khỏi phải nói thì nghe cái tên thôi cũng biết Buggy hài hước như thế nào rồi. Chú hề Buggy là thuyền trưởng của băng hải tặc Buggy. Điều đặc biệt của băng hải tặc này chính là mọi thuyền viên trong thuyền đó đều là những thành viên trong rạp xiếc, như người cưỡi ngựa, người huấn luyện thú và ngay cả thuyền trưởng của họ Buggy cũng là một chú hề. Sau khi chạm trán với băng mũ rơm, chú hề Buggy đã mất đi một khúc trên cơ thể của mình vì lúc đó ông đã tách ra để chạy trốn và lạc mất phần cơ thể. Buggy chỉ còn lại hai bàn chân, hai bàn tay và một cái đầu lênh đênh giữa biển một cách rất buồn cười. Thậm chí các thuyền viên trên tàu đã tưởng hắn đã chết, cho nên đã lập ra một ngôi mộ dành cho Buggy trên một hòn đảo. Và rồi ngay sau đó họ lại gặp Buggy. Franky. Sau khi đến với Water 7 để sửa chữa lại Going Merry, nhóm mũ rơm đã gặp Franky. Đây là một kẻ tháo tàu chuyên nghiệp, nhưng hiện tại đã bỏ nghề và trở thành một tên côn đồ khét tiếng trong thành phố. Mỗi lần Franky đi đâu hay làm gì thì sau lưng luôn có hai cô gái đi theo để phụ họa cho những hành động múa máy quay cuồng của anh. Tuy Franky là một tên côn đồ, nhưng anh vẫn dễ khóc nếu như gặp một chuyện gì quá buồn hoặc đầy cảm xúc. Và mỗi lần như vậy, Franky sẽ lôi một cây guitar được chôn giấu đâu đó trong người anh ra và hát một bài có tựa đề liên quan tới câu chuyện anh vừa được nghe. Ngoài ra, cơ thể của Franky là một cyborg chính hiệu, cho nên có một số bộ phận trên cơ thể của anh đã được nâng cấp lên thành những thứ máy móc chính hiệu, như phần ngực của anh có thể phát sáng để soi đường. Trên hai cánh tay của Franky đều xăm một hình ngôi sao màu xanh, và cách xuất hiện của anh chàng này thường là một màn xuất hiện đầy hoành tráng và chắp tay lại với nhau để hai ngôi sao kết hợp lại thành một ngôi sao lớn. Anh em Masira và Sojo. Trong chuyến hành trình đến đảo trên trời, nhóm mũ rơm đã gặp phải hai anh em thợ lặn này. Họ là một tín đồ của Mont Blanc Cricket. Điều thú vị của hai anh em nhà này chính là họ là những con người nhưng lại có vẻ ngoài giống như đười ươi và vượn. Và với những người khác, nếu bạn nói họ giống đười ươi hay vượn thì có lẽ bạn sẽ không còn răng mà trở về đâu. Nhưng mà hai anh em nhà này thì khác. Họ có vẻ rất vui khi người khác nói họ giống đười ươi hay vượn, và họ không ngại ngùng với vẻ bề ngoài của mình mà còn rất tự hào về nó. Tuy là hai thuyền trưởng của hai con tàu rất to lớn, nhưng hình như IQ của họ không được cao lắm, có vẻ dữ tợn. Nhưng sau khi biết được nhóm mũ rơm đã cứu chữa cho anh trai mình thì họ lại tỏ ra rất thân thiện với nhóm mũ rơm và trở thành bạn cùng nhau. Họ chính là người đã góp phần giúp đỡ nhóm mũ rơm đến được đảo trên trời nhờ dẫn đường đến vùng nước sắp diễn ra Knock Up Stream. Sanji. Sanji là một đầu bếp tài năng của băng hải tặc mũ rơm. Anh có biệt danh là người đàn ông của phụ nữ, không phải là mẫu người đàn ông đích thực của các cô gái đâu nhé, mà Sanji chính là một tên mê gái thật sự. Khi mà gặp bất kỳ ai hay đụng phải bất kỳ ai là những cô gái trẻ đẹp, Sanji lại nổi máu dê lên và tìm cách tiếp cận những cô gái lọt vào tầm mắt của anh. Hầu hết là tất cả, vì hiếm có ai là gái mà Sanji bỏ qua. Nhưng cũng nhờ cái sở thích này nên ngoài việc muốn tìm thấy All Blue, Sanji đã nhận lời lên tàu của băng mũ rơm vì ở đó có Nami, mà anh hay gọi là Nami Swan, có nghĩa là tiểu thư Nami. Tuy mê gái một cách vô ý thức như vậy, nhưng Sanji thực sự là một đầu bếp tài năng. Tài năng bếp núc của anh đều khiến cho mọi người trên tàu phải vui sướng mỗi khi thưởng thức nó, và kể cả những món ngon độc lạ mà Sanji tự làm để tẩm bổ cho những cô gái trên tàu nữa. Bất cứ thứ gì mà Sanji làm ra đều ngon tới mức khó cưỡng. Foxes. Trong chuyến hành trình đến đảo Nhẫn Dài, nhóm hải tặc đã gặp băng cướp của Foxes và bị ép buộc tham gia vào thử thách 3 đồng xu mà Foxes đã đề ra. Nghe thật quỷ quyệt và gian xảo, nhưng Foxes thực chất là một kẻ hài hước, không hơn không kém. Mỗi lần có ai đó chê bai mình, hắn sẽ có cảm giác giống như là cả thế giới đổ ập lên đầu của mình vậy, và sẽ cảm giác rất buồn, không còn tí sức lực nào cả. Còn nếu như có người khen thì hắn sẽ hoàn toàn tươi tỉnh lại. Cũng như nhờ điều này mà Nami cùng với Usopp đã lợi dụng để khiến tên cáo già Foxy không thể giở trò ăn gian với người khác và giúp Luffy giành chiến thắng. Hơn nữa, sau khi thử thách 3 đồng xu kết thúc, tên cáo già này lại tiếp tục dụ Luffy tham gia thêm một thử thách 3 đồng xu nữa, và vì sự ngu ngốc của mình nên hắn đã mất đi 500 thuyền viên và lá cờ của băng hải tặc hùng mạnh của mình.
Tuy nhiên, sau khi nhận 500 thành viên đó, Luffy đã ra lệnh giải tán bọn họ và mọi người lại quay trở lại về với Foxy. Bentham. Bentham hay được gọi là Mr. Chu, trong trận chiến với đế chế Baroque World, đầu bếp Sanji đã đụng độ với hai tên tay sai của Crocodile. Hắn là một tên cướp biển đáng sợ, sở hữu sức mạnh của trái Mane Mane no Mi, khiến cho hắn có sức mạnh thay đổi khuôn mặt của mình thành người khác, nên cũng vì vậy, tính cách của hắn cũng bị ảnh hưởng một chút. Bentham đã trở thành người đồng tính, vậy nên hắn đã bị Sanji thu hút sau khi chiến đấu với anh chàng. Mr. Chu đã bày tỏ ý khâm phục bằng hải tặc Mũ Rơm và giúp họ trong việc đánh lạc hướng hải quân và giúp Mũ Rơm chạy trốn. Mr. Chu bây giờ đã khác trước vì hiện tại ông đang làm nữ hoàng của vương quốc New Kamaland. Brook. Brook là một bộ xương khô đã sống từ rất lâu. Thực chất anh là một con người, nhưng xui xẻo thay anh đã phải chết. Nhưng nhờ sức mạnh của trái ác quỷ mà anh đã ăn lúc còn sống, linh hồn của anh đã trở về từ địa ngục để tìm lại thân xác của anh. Tuy nhiên, trong vùng tam giác Florian chỉ toàn là sương mù, cho nên linh hồn của Brook đã bị lạc đường. Cho đến khi anh tìm thấy cơ thể của chính mình thì nó đã bị phân rã và trở thành một bộ xương. Tuy đã chết nhưng Brook lại rất sợ ma. Sau khi lên tàu của Luffy và thấy bóng dáng của một con ma, Brook đã sợ hãi và thét lên vì giật mình. Tuy vậy, Brook lại có lúc rất vui tính và hài hước. Như lần đầu gặp mặt với băng Mũ Rơm, anh đã ngỏ ý muốn xem quần lót của Nami. Và khi Luffy hỏi anh về việc anh có đi vệ sinh hay không, Brook đã im lặng một lúc rồi trả lời, có chứ. Và còn một điều làm cho anh trở nên thú vị hơn nữa, chính là Brook là một nhạc công ở trên tàu Thousand Sunny, khiến cho mọi người trong băng Mũ Rơm luôn vui vẻ. Shanks. Hải tặc tóc đỏ Shanks là một hải tặc khét tiếng trong giới cướp biển. Shanks luôn là một hải tặc vui vẻ và thân thiện với mọi người, thậm chí là vui vẻ luôn với những kẻ thù của anh. Vì vậy nên có vẻ Shanks luôn được rất nhiều người có thiện cảm với mình. Thực chất, Shanks là một thuyền trưởng rất đáng sợ và ngoài ra, Shanks cũng rất thành thạo kiếm thuật, mặc dù anh chỉ còn một tay sau khi giải cứu Luffy. Shanks có một mức độ thân thiết rất cao với những kẻ máu mặt như Mihawk hay Râu Trắng, và chính anh cũng có một mối quan hệ bạn bè ngày xưa với thuyền trưởng hải tặc Luffy, và anh cũng là người khiến cho Luffy có ý muốn dông thuyền ra khơi để làm hải tặc. Nói về Shanks thì người khác chỉ nghĩ ngay tới những tiếng cười và sự vui vẻ của hạm đội của anh. Thậm chí họ còn chọn ra một hòn đảo chỉ để vui vẻ và say xỉn ở đó, biến nó thành căn cứ của mình. Zoro Noa Zoro. Chắc không ai xem One Piece mà không thích anh chàng tam kiếm Zoro này cả. Ngoài việc sử dụng kiếm điêu luyện tới mức có thể cắt đứt mọi thứ thì Zoro còn là một thuyền viên rất dễ thương và thú vị nữa đấy. Điểm xấu của Zoro chính là mù đường. Sự mù đường của Zoro giống như những bạn mù đường bên ngoài vậy, có khi là hơn nữa đấy. Thật sự như vậy, mức độ mù đường của Zoro cao tới mức anh đã lạc đường dù chỉ có một lối đi duy nhất, và có lần Zoro thậm chí đã lạc mất trong lúc đi cùng với nhóm của mình. Ngoài ra, vai trò của Zoro trên tàu cũng rất thú vị. Anh chỉ ngủ, và cho dù bên ngoài có bao la biển lớn, sóng bão dữ dội thì Zoro cũng chỉ ngồi yên một chỗ rồi ôm ba thanh kiếm của mình và ngủ với chúng. Có lần Zoro đã ngủ suốt một cơn bão trong khi những người khác tức tốc điều khiển tàu của mình để nó không bị vỡ, và khi anh tỉnh dậy thì trời đã sáng. Luffy. Và cuối cùng là nhân vật chính của chúng ta, thuyền trưởng băng hải tặc Mũ Rơm, Luffy. Khỏi phải nói về sự hài hước của cậu, chỉ riêng việc không suy nghĩ và luôn tỏ ra vô tư thì đa số những lần Luffy xuất hiện, chúng ta đều có những trận cười muốn bể bụng. Luffy luôn quan tâm tới đồng đội của mình và đặc biệt là Sanji, vì Sanji là người duy nhất có thể khiến cho cậu thỏa mãn sở thích của mình ở trên tàu, chính là tạo ra đồ ăn. Việc Luffy luôn ngớ ngẩn thường xảy ra như cơm bữa, giống như khi cậu đã ném đi cái vali chứa 100 triệu belly của mình xuống nước, hay gặp ai đó thú vị, cậu đều mời tham gia vào băng nhóm hải tặc của mình. Có lần ở Water 7, Luffy đã hấp tấp muốn đánh bại người của CP9 tới mức cậu đã mắc kẹt trong khe hở của hai căn nhà tới gần cuối phim mới có thể thoát ra được. Chưa kể là cậu bị kẹt tới hai lần như thế. Nếu hai lần không có Nami tới cứu thì có lẽ Luffy đã uống nước biển no luôn rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Tóc Khám Phá nhé. Và nếu đã xem đến đây rồi thì đừng quên nhấn like, subscribe hay đăng ký kênh cho mình. Và đừng quên nhấn chuông và để lại bình luận của các bạn ở phía bên dưới nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.